hành trình khám phá văn hóa Việt Nam đầy thú vị. Và đánh dấu chặng đường 10 năm chương trình Tôi Yêu Việt Nam, phiên bản mới sẽ mang đến những câu chuyện sinh viên đầy màu sắc, những bài học đáng nhớ về an toàn giao thông, cùng cơ hội nhận hàng trăm giải thưởng hấp dẫn. Kính mời các bạn đón xem chương trình Tôi Yêu Việt Nam Ngôi Sao Giao Thông vào lúc 20 giờ 5 phút thứ hai hàng tuần trên VTV1, dự kiến bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2013. Honda Việt Nam nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.